Hộp bánh bao nhiêu hộp vậy chị? 18 đồng nha. Nếu mà các bạn mua một set á, tính ra là 15 đồng hũ nha. Nếu mà mua lẻ là 18 đấy anh. Được tặng gì không? Một hũ sắp ăn. Tặng một chai thóp thôi. Tặng một chai thóp thôi. Rồi tới cái màu kế tiếp. Bột lau khô. Lau khô lắm. Khi đắp thì rất là dẻo nhưng mà khi mà xong rồi thì nó rất là mau khô ha. Đúng. À, set này có 15 màu ha. 15 màu mới ra ha. Rồi, 15 chưa? Chưa màu, chưa. Màu những màu em làm á, em đẩy lại để ngồi bên brush. Này các bạn thấy không? Hello, bây chị, giờ những cái collection màu nút ra của Just Nail nó có những cái tên khác nhau. Và những cái tên này nhìn nó rất là sang. Đây là những cái màu mình đặt một cái tên. Cái Sala Pink này ha. Salala hả? Cái là official swim. Bây giờ cái này giống như cái màu nó giống như swim vậy đó. Tại cái bột này anh lại chưa có tung lấy gấp size được. Tại vì đây là cái hàng mà anh lại chuẩn bị lên làm cho một cái show nail đó. Và mình sẽ tung ra thị trường đó. Nên là có thể là sẽ post lên sớm cho mọi người order đó. Thì cái các bạn thấy không, cái màu nó giống như ice cream vậy đó. Nó rất là đẹp. À, nó có một xíu. Chỉ có cái thiếp này vừa không? Không, thiếp này thôi. Này, các bạn thấy nhìn nó lại bỏ lên này ha. Nó rất là dẻo này. Các bạn thấy bột nó chín rất là tự nhiên không? À, là chỉ cho mọi người đắp bột á, các bạn lưu ý cho lệch á. Bột mà các bạn lấy lên mà nó nhão liền á, là thật sự nó rất là mau khô, các bạn control không được. Nhưng mà khi cục bột các bạn lấy lên á, và các bạn thấy không, nó sẽ đi vô từ từ như vậy này. Từ từ nó chín như vậy này, có nghĩa là các bạn rất là dẻo và cái thời gian nó rất là lâu. Đó, thì bỏ lên này con thấy không? Đó, thì nó rất là dẻo. Thấy không? Nó khác biệt chỗ đó. Nên khi các bạn bỏ bột lên nail cho lệch á, lưu ý đừng có bỏ lên liền. Các bạn phải đợi cho bột nó chín xí đã, các bạn bỏ lên thì nó rất là mượt và thứ hai nó không có bị hở. Bởi vì đa số nhiều người khi mà đắp bột các bỏ lên quá sớm. Thì khi các bạn bỏ lên quá sớm á, cái bột nó không có chín kịp. Nó không có chín kịp thì nó dẫn đến cái hậu quả là nó bị leak ở dưới đó. Hello. Nên lưu ý điều đó nha. Hello chị, em nghe chị ơi. Ở cái màu rất là đẹp này, cái màu giống là stream như nó giống như kem vậy đó. Đó, rất là đẹp, rất là natural. Đó, thì Alex nghĩ cái hàng lên có thể là cháy hàng, tại rất là nhiều người thích màu nude và thích những cái màu này. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp, thấy không? Nó rất là đẹp và nó không có bị marble. Đó. Và cái bột này của Alex nó cái hay á, là của công ty Alex có cái hay á, là các bạn vừa đắp được, các bạn vừa dip được, các bạn vừa làm 3D được, các bạn vừa làm ombre được. Đó, nó là 4-in-1. Đó. Đó. Và cái hay á, là bột Alex nếu các bạn có limit á, nó cũng không có đến bị đơ hay là bị gì. Đó. Rồi các bạn thấy không, này cục bột này ha, mình phải thấy được cái độ dẻo của nó như vậy này. Đó là nó good. Đó, bỏ xuống. Bây giờ lại sẽ bỏ cục thứ hai lên nha. À, để thể hiện tình yêu may mắn. Dạ bột này em dùng liquid nào cũng được nha. Nếu mà liquid mau khô thì em dùng liquid, em đắp nhanh tay một chút. Nếu em dùng liquid solar thì em đắp vô tư. Đó là coi như là nhiều tham hơn cho em, có nghĩa là em đắp móng dài hay móng ngắn tùy vào, có nghĩa là cái speeding của cái bằng cái khi mình vuốt bột đó. Nếu mà mua lẻ thì 15 đồng, à 18. Mua 18 đồng, còn mua set là 15 đồng ha. Được tặng chai top. Chai top 15 là 225. Đẹp lắm. Alex nghĩ mà mấy cái hàng gì các bạn làm khách rất là thích và có thể là cháy hàng á. Thì Alex không nói thành thánh gì hết, Alex chỉ nói là nó good. Nó good và nó dễ đắp thôi. Đó đây là cái màu ice cream ha. Đó rồi bây giờ Alex sẽ đắp qua. Alex sẽ làm một cái ngón ombre cho mọi người xem thử ha. Làm xong cái ngón ombre nữa là coi như là Alex nó giống như Alex luôn. Nó thương lắm á. À, ship qua Anh Quốc được không chị? À được nha. Được luôn, hoàn nguyên nha. Nếu mà ship ra ngoài nước thì bắt buộc là các bạn phải trả tiền shipping ha. Còn mà ship trong nước thì over 100 là phí shipping.
Các bạn nhớ nha, cái ombre chỗ này mỏng nha. Cảm ơn Hồng Nguyễn Hiến. Mỏng này ha. Mỏng ha, các bạn thấy không? Cái bột rất là dẻo, thấy không? Ai là cáo từ trên xuống nè, nó vẫn còn dẻo nè. Nó vẫn còn đủ ướt để mà nó không ướt bị này. Khô. Này không có đùng này. Mình có thêm tham để mình chỉnh hoặc là mình nắn nót cái móng để khi mình ít dũa lại. Anh là thật sự là nói mình là một người nail, khi mà các bạn đắp cục bột các bạn thấy nó dẻo là các bạn thích lắm. Thật sự nó giúp đỡ nó đi theo cái ý tưởng của mình. Nó không bị lít. Tại vì khi cái bột mà nó càng dẻo thì nó càng bám, có cái độ bám hơn, lâu hơn. Đó. 714 nhớ chị. 714379. Này các bạn toàn nhìn nó là kéo ôm ray nha. Còn thấy không? Nó hòa nhuyễn vào nhau liền, rất, nó không có bị tách ra. Nó rất là tự nhiên. Đúng rồi. Thấy không? Cái đèn nó sáng quá, mọi người cũng thấy rõ được cái màu ở ngoài thấy rõ. Thấy rõ, ở ngoài quá. Không sao đâu, mọi người mua về mọi người sẽ thấy. Đó là để khi nào em làm cái mẫu mà trên móng tay thiệt á, xong em chụp lên hình này cho mọi người xem thử, mọi người sẽ thấy được cái màu chính xác. Mọt đúng không hả? Cái miệng. Chị chiều nay có một anh tới công ty để mua thiết của mình. Chưa, anh gửi lúc qua trước đi. Quay cái móng kia. Anh tới này mới đồ. Đẹp quá. Ở ngoài cái màu rất là đẹp ha. Vì đây là sáng quá nên là mọi người không có thấy rõ lắm. Màu đắp chưa hả? Chưa, những cái màu bên này chưa đắp. Em đắp xong em đậy lại, em để qua bên này nha. Đây cái màu này màu ice cream nha mọi người. Màu này. Chị Quỳnh Lương hiện tại là công ty chưa có mở cửa ha. Đón mọi người, nhưng mà có giữa tháng 8 á là có thể là họ Just Nail sẽ mở cửa và đón tiếp các anh chị nha. Là chờ tới phiên màu gì? Tới màu gì? Khu La La hả? Khu La La. Nhiều người cứ đòi tới công ty nhiều lắm. Thôi tới công ty họ thác được cái màu, coi thật sự cái màu thì khi họ mua thì nó chắc hơn. Nhưng mà bảo đảm là cái màu đẹp bây giờ nó qualify good hơn. Tại vì á, thứ nhất á, tại sao? Tại vì công ty chưa có sắp xếp ổn định, với lại chưa có đủ người á. Khi mà các anh chị tới sợ tiếp đón không được chu đáo lắm á, nên để công ty sắp xếp đầy đủ tất cả, đầy đủ mọi người đó nha. Màu này màu tên gì? Mở ra coi. Màu này gọi là Salala. Salala Pink nha. Salala hả? Salala Pink nhá, bài hát Salala. Oh oh Salala la la. Just Nail. Ok chị, khi nào Just Nail chính thức khai trương tại Westminster thì sẽ thông báo tất cả mọi người anh chị nào nha. Các bạn thấy cái bột nó dẻo không? À là control nãy giờ là nó không có khô. Này nó dẻo không? Này. Nó rất là dẻo. Sáng. Rồi bây giờ lại sẽ kéo con ombre cho mọi người xem thử nha. Đây là cái màu Salala nha. Salala, pink Salala của Smile. Rồi bây giờ lại sẽ bỏ lên này. Nó dẻo lắm, mượt quá. Đẹp quá. Nó khi mà nó ra ombre thì nó focus vô cái màu trắng lên. Nó bám vô cái màu trắng này, nó không có bị tách ra, thấy không? Vậy vậy cái màu rất là dễ làm và rất là dễ vuốt cho những ai mà không có biết làm vuốt ombre mà còn chưa ra. Tại vì cái màu các bạn đang xài đó, vuốt còn chưa ra thì các bạn xài thử cái màu này đi. Vuốt bao nhiêu nó cũng ra hết, để lâu vuốt nó cũng ra, mà để chậm vuốt mau nó cũng ra, đúng không? Cái mục đích mà của công ty Just Nail ra những cái màu ombre là dành cho những bạn mà mới vô nghề làm cũng được nữa. Tại vì ta lại biết á, cái bột ombre á, nó nếu mà cái thích mình mà khi mình mix á, nếu mà mình không biết cách mà anh chuyển á, thì có thể là nó sẽ bị marble, là đôi khi đắp nó sẽ bị đơ. Đó.
Các bạn nhớ khi mà các bạn kéo ra ombre thì các bạn đừng có lặp lại nhiều lần nha. À, chị Phương Trinh ơi, set 50 màu vẫn còn sale nha anh chị. Có gì chị gọi vào công ty nha. 714-379-0858. Đánh dòng chữ cái thêm cái số điện thoại lên coi. 714-379-0858. Đẹp quá. Trời ơi, cái màu kìa. Mọi người thấy nè. Quay đây chị này. Quay lại đi. Bây giờ mọi người coi mà cách Alex apply cái màu lên này. Phải bên kia mới được. Đây cái màu đẹp. Màu ice cream đẹp quá. Bên kia tới chiếu lại á. Cách để cái nào mọi người mà tới được à. Ôi trời, đẹp quá, đẹp ơi là đẹp luôn. Lát đem ra ngoài ăn nắm là mọi người sẽ thấy rất là rõ nha. Bỏ đây này, em xoay cái màu lúc cho mọi người xem này. Các bạn nhìn Alex đắp một cục bột từ trên xuống dưới nha. Là các bạn biết được cái độ dẻo của cục bột như thế nào và cái độ lâu khô như thế nào nha. Đó, nè, các bạn nhìn nha. Dẻo. Để khá đi Alex kéo từ trên xuống đi. Dẻo không? Dẻo quá. Bây còn giờ thấy không? Bây giờ không biết nó dẻo giống như Smile hay là Alex nữa. Nè, nó dẻo không? À, Alex là uống nụ. Alex là uống nụ rồi. Còn thấy không? Đây là Alex đắp rất là mỏng, đẹp rất là quá. Mỏng. Các bạn thấy không? Từ đây xuống dưới mà nó vẫn còn dẻo này. Đây là những cái màu rất là mới nha, chưa có trên thị trường nhưng mà hôm nay là bắt đầu nha. Bây giờ các bạn là bắt đầu order là đã có rồi nha. Hi Christy Mary. Hi anh Trương Trần, khỏe không anh? Ok, bây giờ Alex sẽ đắp cục thứ hai lên ha. Alex sẽ đắp cục thứ hai lên cho mọi người xem nha. Nãy Alex đắp cục đầu tiên rồi. Này cục thứ hai này. Màu đẹp quá. Những cái màu này là chỉ có Chanel có thôi nha. Tại đây là những cái custom ombre đặc biệt dành cho tất cả. Thua 8 á, chưa ăn cơm. Tại vì đây là những cái màu mà công ty Alex muốn tung lên cái show. Những cái màu special. Tại vì Alex biết á, bây giờ là trong thị trường rất là nhiều người rất là đam mê những cái màu nude. Và họ săn lùng những cái màu nude và theo cái ý của những người khách thích. Và nói chung là đây là những cái ý kiến mà Alex làm cái màu nút thì ra cũng là từ những người khách thôi. Tại vì họ yêu cầu những cái màu như thế này thì Alex cũng gom góp từ những cái ý tưởng đó, cũng giống như là mình đã có một cái sáng tạo riêng thì mình sẽ tạo ra từ cái ý tưởng của khách hàng đó, thì mình sẽ tạo ra một cái màu nút nó giống như ý khách hàng muốn và cũng giống như là ý mình thích. Các bạn thấy không, nó rất là dẻo, rất là dẻo ha. Còn thấy không? Đèn nãy giờ sáng thì chút không có mở sáng. Tối quá. À, giờ thấy rõ luôn. Còn thấy không? À, nó rất là dẻo ha. Hàng độc quyền luôn nha. Xoay cái đèn, xoay đó mà thấy. Sao cái phone của Smile nó tối dữ ha. Không phải thấy sáng mà ở trong phone. Ngoài sáng ơi là sáng luôn, biết bao nhiêu cái đèn luôn á. Bỏ lại cái thấy này. Đẹp quá. Đây là cái màu màu tên gì à, Salala Pink. Salala của Smile. Đó. Xong rồi ha. Rồi. Quá. Tối thì sao? Ừ, tối tại vì nãy em nhìn cái máy Galaxy của Alex cũng tối. Nhưng ở ngoài thì nó sáng. Ok, cái màu này là màu Crystal Brush nha. Các bạn nhớ là đây là những cái màu mà đây là những cái màu mà Alex sẽ đặt một cái tên. Ừ, à. Làm rồi hả? Chưa chắc. Chưa, để coi cái màu đẹp không? Đẹp mà. Hết rồi. Đó là cái thịt nhỏ rồi, nó buồn quá. Cái vừa này làm sample mà. Chị làm cái size vừa rồi. Chị đâu có làm size này được đâu. Size vừa rồi. Nhìn này. Bây giờ Alex sẽ làm thêm một cái ombre lại cho mọi người xem thử nha. À, đây là cái shop white mà công ty Alex đã làm lại, nó rất là chuẩn, cực kỳ chuẩn. À, các bạn đắp, các bạn thấy không, nó rất là dẻo, thấy không? Alex để này, nó xuống cái từ này. Nên bây giờ Alex sẽ vuốt xuống này ha. Các bạn nhớ khi làm ombre á, là chỗ này phải làm cho cực kỳ mỏng, ở trên cổ này này. Nếu các bạn làm càng mỏng thì cái độ ombre các bạn làm ra nó càng đẹp, các bạn thấy không? Bột này đi xuống cái từ, các bạn thấy không, nó dẻo không? Nó dẻo này. Vuốt hai bên để làm gì cho tạo được một độ cong của bột này. Tạo cái độ cong. À, hai anh Hùng, à, hôm bữa là anh có 6 màu rồi nha. Hôm nay là công ty mới ra thêm 9 màu. Tổng cộng là có 15 màu.
Nên á, nếu mà anh xài hết rồi thì anh order nguyên set luôn nha. Còn không thì anh có thể là order 9 màu sau cũng được. Ừ, còn thấy không? Nó dẻo nè, anh lại lấy bột này có thấy không? Nó rất là dẻo nè ha. Kéo thấy nó dẻo không? Hả? Và cái hay á, khi nó khô cái là nó cứng liền. Đó, nó không phải giống như bột MMA. Bột MMA các bạn đắp nó khô nhanh thiệt, nhưng mà khi các bạn đợi đắp 10 ngón tay xong bột nó vẫn còn mềm. Mà cái thằng này á, nó dẻo, nó lâu khô hơn xí, nhưng mà khi nó khô là nó cứng ngắt. Đó, nó khác ở chỗ đó. Rồi bây giờ là sẽ bỏ cái ombre lên nha. Hai Sơn Nguyễn, hai Lương Ngọc Hân, hai chị Nguyên Lê. Dạ đúng rồi, giọng của em á chị. À hôm nay em phiên dịch cho Alex. Ừ, có thấy không? À nó rất là mượt ha. À, edit ra rất là mượt ha. À, mấy cái này là các bạn dành cho mấy anh mày mới vô nghề là anh đắp là anh khoái. Bắt đầu anh kéo được rồi anh khoái, bắt đầu ngày nào anh cũng ghiền hết. Dạ, anh ghiền là vô cứ chờ ông chủ cho em làm ông ray đi. À, nói chung thì Alex biết á, cái tâm lý á, Alex đi dạy rất là nhiều và Alex học ra một cái bài học á, thấy học sinh họ góp ý cũng rất là nhiều. Tại vì có nhiều cái bột á, đôi khi thật sự bản thân Alex vậy, cái mít bột, cái pin mít ra không có được chu đi, nên bởi vì tại sao nhiều người họ vẫn cố gắng làm nhưng mà làm nó không có ra. Tại vì cái bột pin nó quá clear đi nên nhiều người họ đắp. Cái cho dù một tay nghề giống nhau lại đắp đi nữa nó cũng sẽ lòi cái pin lên. Nên nếu mà mình biết cách mix và cái màu nút đó, thì các bạn sẽ không thấy sự khác biệt liền. Đó. Đẹp quá ha. Đó là sẽ kéo ra các bạn thấy không? Chị Nguyên Lê màu đẹp lắm. Ừ. Đó các bạn thấy không? Nó ra rất là tự nhiên này. Này, đó là cho quay gần đây này ha. Đó. Cái này bỏ cái đèn cho mọi người thấy. Quay này. Này các bạn thấy không? Ôi, đẹp quá. Đó. Thì quay sát vô cái đèn đó. Ừ, xong rồi kéo từ trên này xuống nha. Kéo xuống để thể hiện là nhớ tới Smile. Anh đã bỏ ra 2 ngày để anh đứng lắc bột. Nghiên cứu. Nghiên cứu xay bột. Đây là những cái Smile nè. Smile giỏi lắm. Chị nè, gửi mẫu tới. Này các bạn thấy không? Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cục bột này lại lấy này các bạn thấy không? Nó chín rõ ràng thấy không? Nó chín này các bạn thấy không? Nó chín này thấy không? Nó không có bị đơ. Hả? Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ vô nha. Lên. Dạ quá. Đó, còn thấy không? Từ nha, giờ Alex sẽ bút xuống này ha. Bút xuống. Masli, anh kéo thử màu ombre đen trắng thử đi anh Smile. Uh-huh. Bữa sau là hả, Smile sẽ kéo trắng đen cho mọi người thấy nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về những cái màu nude nha. Anh Hùng ơi, bây giờ anh lấy một set đi. Một set là tính ra một hũ có 15 đồng thôi. Còn nếu mà anh lấy lẻ mà không có đủ một set á, là tụi em sẽ tính 18 đồng một hũ á anh. Lấy thêm 6 màu đi ha. 6 màu kia cũng rất là đẹp. Thấy không, nó dẻo không? Nè, chọn thấy không? Nó không có khô liền ha. À, nó rất là dẻo. Nhưng bạn ở Việt Nam đòi đắp bột nhiều lắm. Bây giờ để Alex kéo cái shop quay thử ha. Này, bỏ thêm xí đây nữa là xong. Chắc là làm thêm cái sample nó smile. Không, lát làm thêm cái mình phải đánh tên vô á. No, tại vì đi show phải có 2 cái sample, 3 sample. Tại ngoài nó mới làm xong một cái sample. Còn thấy không? Xong rồi ha. Rồi. À, anh Hùng ơi, cái 6 màu cũ á, thì bây giờ cái 6 màu hôm bữa anh order á, bây giờ tụi em á làm lại bằng cái máy á. Ừ, khác nên là lắm. Hả, cái màu nó khác cái hôm bữa một chút xíu nha. Những cái màu bây giờ nó ra rất là chuẩn. Tại vì bên công ty là đã có máy móc và để thiết bị rồi. Đó, dạ. Còn thấy không? Nó khác này ha. Nên đó thì anh nên order lại một set đi. Tại vì những cái màu này là mix bằng máy á, nên màu nó rất là chuẩn luôn. Màu đó là màu gì? Nó tươi. Màu này màu crystal clear này. Anh David Nguyễn, một hộp lẻ nếu mà bán lẻ là 18 đồng nha. Còn nếu mà các bạn mua nguyên set á, tính ra có 15 đồng thôi nha. Ok, bây giờ là sẽ kéo ông về lại nha.
cuộc đời cứ gắn liền với ombre, khách vô cứ 50-60 ha. Các bạn nhìn này, cái quai này các bạn thấy không, nó rất là dẻo này ha, nó sẽ bỏ lên này, nó lại đắp giống như là này, các bạn thấy không? Đó, các bạn phải làm sao cho nó cong hai bên cái vòng này nè ha, còn kéo xuống. À, Nancy, chị Nancy ơi, set kỳ trước 6 màu á là tụi em mix bằng tay nha. Còn cái set 15 màu đây gồm có cái 6 màu trước nữa là tụi em mix bằng máy, nên là nó hơi khác một chút xíu về cái màu sắc nha. Nhưng mà những cái set 15 màu này á, rất là chuẩn, nên là khi mà các chị, anh chị mà có cái set màu cũ rồi, mình cũng nên order cái set này nha. Thì nó cũng là màu cho ombre luôn, nhưng mà nó hơi khác một chút xíu. Thì thay vì như vậy thì mình có thêm những cái màu cho ombre. Và những cái màu này á là rất là dẻo nha. À, có ai thấy Alex cách đây một tuần Alex đã mang cái đồ lên cung trăng chưa? Đó là cái ngày mà Alex vô cái lò mít bột bằng máy á. Đó là Alex phải mặc cái bộ đồ ấy vô đó. Đó. Đi Alex. Nó Alex đang làm mẫu á. Đây là cái màu crystal clear này, cái màu này là màu crystal, các bạn thấy nó trong không? Trong này. Bây giờ Alex sẽ làm cái màu giống như diamond, chị xoay xuống đây coi này. Cái màu rất là đẹp này. Các bạn thấy không? Đây này. Đây xoay gần như đây này. Ở ngoài. Rồi sao mà làm cho phải đủ ánh sáng xíu. Được rồi, em làm đi, không sao đâu. Mọi người vẫn thấy rõ và theo dõi em mà. Ok. Rồi vô như hơi, bây giờ Alex sẽ kéo ông đây này. Alex đang đắp liquid EMA của Just Nail nha. No MMA, Alex đang đắp là EMA nha các bạn. Khi mà mình làm ombre á, mình nên để bột á nó ướt một chút xíu, nên là mình dùng EMA đắp á, ombre sẽ đẹp hơn nha. Các bạn thấy không? Này. Đẹp quá. Này, các bạn thấy không? Đây là cái màu cái sụt trong của Smile Mix ra nó rất là trong mà. Mà đắp lên nó rất là mượt. À, nó rất là mượt. Crystal Plus. Đúng rồi. Smile khỏe không thầy? Này có người hỏi thăm thầy. Smile thấy mà. Smile phải trả lời. Trời ơi khỏe lắm trời ơi. Sao nãy giờ chim mì im lặng dữ à? Chim mì im lặng vậy. Chim mì đâu rồi? Chim mì đây này, chim mì đang ngồi bên chị đây. Chim mì dễ thương quá. Xong rồi giờ làm thêm một cái nữa. Làm thêm nữa. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn này, cái màu nó rất là tự nhiên, các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên. Màu chuẩn. Màu nó đi trong với nhau, nó không có bị tách rời. Nói chung các bạn mua cái set bột này về các bạn rất là thích. Những người mà không biết làm cũng biết làm. Rất là thích. Mà dùng cái bột này. Em chưa đắp một màu chưa đắp, em mới đắp ombre. Em một màu đắp thêm một màu. Ừ, phải đi chung set chứ đúng không? Giống như vậy nè. Trời ơi, màu đẹp quá. Mọi người lên ngay nha, được tặng một chai top nha. Này. Các bạn nhìn nó lại đắp lại một cục nha, các bạn nhìn này, thấy không? Nó lại sẽ để lên này ha. Đi gần cho mọi người thấy nha. Bột rất là dẻo và rất là trong. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, dễ thương quá chị à, Smile ơi. Smile, trời ơi, dễ thương quá Smile ơi. Trời ơi, tội nghiệp chưa. Này, anh lại sẽ đẩy xuống này ha. Các bạn thấy cái bột nó dẻo không? Thấy không? Dẻo giống bột. Em làm nghề này chặt mới coi như dẻo hết. Đó, dẻo hết. Nhưng mà đừng có đi quá được rồi, vừa thôi. Màu đẹp quá ha. Cái màu giống như diamond vậy, em nghĩ bỏ top coat lên rất đẹp anh chị. Cái này làm ông vừa đẹp ha. Đẹp hơn mi này. Mi làm bữa nay bị đỡ rồi. Phải biết cảm ơn. Cảm ơn cái người lắm. Đúng. Tao. Thay đổi phải nhậu. Đúng không? Cái sẵn này chẳng phải đi lên đi. À chị Hồng Lê ơi, set 50 màu vẫn còn nha. Còn mười mấy set nữa. Còn mười mấy set nữa. Chị gọi vào số điện thoại 714-379-0858 để order nha chị. Wow, còn thấy không? Đó, xong rồi ha. Hay là nhắn tin cho em cũng được. Đây nè. Đẹp quá, thấy không? Này. Cái ombre ra rất là đẹp này ha.
Để đại khái là sẽ bỏ ngón treo cho mọi người xem màu thử. Màu em đang đắp tên gì ạ? Hả? Màu mới đắp xong tên gì? Để em bỏ với một cái sida top coat lên cho mọi người xem thử đi. Coral pink. Cái set bột mà trong những cái màu này, trong này là các bạn mua cái lớp Lichel á thì có những cái màu mà công ty đặt Just Nail đã mix ra ha. Ví dụ có nhiều khách họ không muốn đắp lớp Lichel á thì các bạn có thể lấy cái bột đắp ha, hoặc dip cũng được luôn. Nó sẽ giống nhau hết. Màu nào em đắp xong em để qua bên này. Chị không Nguyễn có gì inbox em hí. Hoặc là inbox em rồi thôi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Alex vừa mới đắp xong này nó khô liền, thấy chưa? Nó khô liền rồi này. Thấy không? Nó cứng ngắt rồi này. Alex sẽ dụ này ha. Anh David Nguyễn ơi, order sang UK tùy theo vào cái order nha. Nếu mà càng nặng á thì nó phí ship nó càng nhiều hơn chút xíu nha. Thì anh cho em cái order đi, sau đó em sẽ check giùm cho anh cái phí tiền ship nha. Bây giờ là sẽ dùa một ngón xong là sẽ bỏ cái top coat ra cho mọi người xem thử nha. Cái độ mượt của cái top coat, cái độ bột nó ra như thế nào. Ok. Là giờ smile đưa lại chơi top lại thử cho mọi người xem. Hai chị Nina Đinh, dạ giọng của em nè chị. Các bạn mà đắp cái bột này xong rồi nó mượt đó, các bạn không cần phải dũa nữa. Các bạn không cần phải dũa nữa. Các bạn chỉ chạy sơ sơ xong rồi các bạn bỏ treo thôi. Thầy Alex like trong Facebook Smile. Dạ đúng rồi. Alex đang ở trong Facebook Smile. Nhưng mà nói chung là mọi người trong Facebook ai không sao hết á. Bây giờ là cái may mắn là công ty Just Nail là 4 người được làm việc chung với nhau, nên rất là may mắn, nên có nhiều cái ý tưởng cũng giống như là cái sự góp ý và cũng giúp cho mọi khách hàng. Bây giờ là sẽ bỏ treo, mọi người thấy thử nha, đây là cho treo nè ha. Là sẽ bỏ lên thử này. Chị xoay sát cho chị cho khách hàng thấy. Trời ơi. Cái màu đẹp chưa? Rồi. Em để gần đèn đi cho mọi người thấy nè. Em vuốt cái xếp này đã. Rất là bóng nha. Rất là bóng. Và các bạn xem top lên nè, các bạn thấy là cái ombre không? Đây là quay này, cho mọi người thấy này. Các bạn thấy không? Màu đẹp thật. Anh chị order có thể là inbox cho em nha. Đây là màu gì quên rồi, cái màu nãy màu gì quên rồi. Màu này nè. Màu nó đây là crystal đây này. Màu salala pink nha. Màu này nha mọi người, salala pink with smile. Này. Thank you Lina Đinh nha. Ok rồi. Đây là cái mẫu Alex test ra, các bạn thấy không? Này. Lát nữa là khi mà sơn hết top lên á mọi người sẽ thấy ha. Smile hả? Smile đây nè. Smile ơi, cái tay này trời ơi, smile này, cái tay như mập ú nù. Lên đi, lên đi em, lên hết đi. Ngày mai phải xếp hàng hết nha. Dạ, bây giờ đắp màu này ha. Màu cái màu no cái màu cái màu này, cái màu này dưới luôn là cái màu này để em coi. Em đắp cái nào em phải để Jimmy để em động hang đi, gửi hết đi, con này có anh gửi rồi, đi động hang gửi đi, lên đi chợ Nguyễn Đông Hang đi gửi hết đi. Con này con thằng cái smile em biết kêu ổng đi luôn rồi. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ đắp thêm những cái màu khác cho mọi người xem thử nha. Hai anh Tuấn Độ, cái màu này là thuộc set ombre màu 10, cho ombre nha. Nó không có nằm trong cái set 50 màu. Bây giờ Alex sẽ đắp cái màu Crystal Brush này. Màu Natural Nude, đắp rồi, một chút đắp rồi. Cái này màu Peach này, Peach Pink này ha. Đó. Hi Max Lee, em đánh dùm cái số điện thoại vô cho anh Max order. Mọi người muốn order mà bột thì đặt set này là ưu tiên đó, tại vì cái set bột này Alex chưa có ra nhiều. Alex chưa ra cho cái show và Alex chỉ ra được có cỡ 30 set thôi cho cái dip thôi, cho cái bột nút thì thôi. À, nên là nếu mà ai order thì mọi người có thể đặt cho online nha. Cái có giới hạn nè. Em lật ngược lên thôi. Okay. Không có lên không? Ừ, không. Em lật giống vậy nè, còn cái nào mà chưa có làm á em cho cái tên. Ok. Bây giờ em thấy mình không biết lỗi. Ok, bây giờ là sẽ làm cái ombre của cái màu bích này. Xếp đi. Xếp. Xếp. Xếp tốt rồi, lát xanh top lên. Yeah. Mẹ thương á nè. Nè.
Hi, I'm Henry Lee. Thùng mua, anh mua một thùng bao nhiêu? Một thùng bao nhiêu set? Thì kêu ảnh đi, lấy 100 set đi. Thì 100 set mua 10 bịch ảnh. Ừ, chim mì ra đi. Anh mua 100 set, 100 bịch thuyết đó. Lấy cái giá bán ra. Không, anh mua 10 thùng 1. Bây giờ anh là setup nhẹ ha. Con thấy là cái màu shop white nó rất là mượt ha. Đẹp quá. Khi mà các bạn làm cái ombre á, nhiều khi cái màu nổi bật hơn hay không cũng tùy thuộc vào cái shop white nha. Trời ơi anh Henry ơi, anh Henry ơi, em kêu anh nè, trời anh Henry ơi. Em kêu tên anh đi. Ok. Rồi em kêu tên anh lại đi, được không nha, muốn xỉu. Màu đẹp. À, Alex sẽ lấy cái màu đắp thử cho mọi người xem thử nha. Alex mà kêu là anh Henry xỉu. Thấy chưa nè. Đẹp quá. Cái màu này tên gì em? Hả? Màu này tên gì? Wow. Wow. Là màu tên Peace Pink. Cái màu Peace Pink như bạn. Nó lợt lắm. Nãy Alex sẽ xoay cái đồ lợt đây này. Mày ha. Xoay camera nữa. Đó, mọi người đang nói tại sao là hả cái camera mua quá. Mọi người thông cảm nha, tại vì chưa có cái cây thu cho cái camera, không biết đâu mất rồi. Bây giờ là Christine đang lấy cái tay mà cầm mà hồi nãy là mỏi lắm rồi đó. Nhưng mà cũng ráng là hả cố gắng là hả chia sẻ với mọi người cái màu mới nha. Với lại chưa có ăn cơm nữa. từ làm neo xong xuống vũ neo xong rồi đẹp quá, màu đẹp quá. Hi Andy, hi chị Hạ Trương. Đẹp quá, em đừng có mua nữa là lát nó đụng. Ừ, vậy đó. Ừ. Ok, rồi bây giờ anh sẽ đắp một màu cho mọi người xem thử nha. Đây là sẽ cho mọi người xem một cái màu chuẩn này ha. Mọi người khỏe không? Khỏe mọi người đều khỏe nha. Andy ơi, Andy khỏe không? Andy qua Phúc Lộc Thọ mà hung thú mọi người nha. Ừ, bỏ vô này. Em ơi, mua 10 bọc hả? Mua 10 tặng 1 thôi. 10 thùng hả? 10 bịch. Mua 10 tặng 1 thôi. Đẹp quá. Chị quay sát sát cho mọi người thấy cái màu beige này. Không, quay sát sát là nó bị mờ á em à. Vậy hả? Ừ. Tại vì á cái camera iPhone mà đâu phải Samsung đâu. Trời ơi, chị ơi, sao chị nói không có được rõ hả chị? Chị ơi, em đói bụng rồi nè, em làm xem bộ rồi, em đói bụng rồi. Em làm hết đi, còn mấy màu à. Thấy ai cũng bận sợ không ra được. Này, này, thấy Alex vuốt không? Này, nó rất là dẻo ha. Bây giờ Alex sẽ đắp lại thêm một cái nhóm trên đó nha. Ê, khỏe không? Ừ, khỏe ha. Trời ơi. Mấy tháng rồi. Gần 4 tháng rồi. 3 tháng rồi. 1 tháng có yêu nhau rồi. Chết rồi. Anh có thử chơi sách bột này chưa? Sách mới ra này, rất là dẻo và cái màu đẹp lắm. Mà cái bộ này mình mua cái bộ kia, cái này mình chưa xài. Cái này là ombre. Ombre không á hả? Ombre với một màu với dip luôn. Màu với dip luôn, vừa đắp vừa dip. Nó đẹp lắm.
đẹp lắm. Còn một set này bao nhiêu thầy? 225 check. Cái check anh mua set này anh thử lên đắp rất lắm á. Dạ, yeah, anh vuốt con năm đây ông ra là vuốt bánh ra. Đó, người không biết vuốt bột cũng vuốt ra bột. Yeah, cái set này rất lắm. Mà phải xài cái nước của nó phải không? Nấu, nước nào cũng được hết anh. Đây mình xài nước sô la. Nấu phải. Sô la, ô sô la ok. Thường mà anh xài mấy cái sô la này nó kéo thời gian thêm một xí. Dạ. Yeah. Tùy em khỏe. Anh coi cái màu này tới đây coi. Đẹp lắm, màu coi đẹp lắm. Đó vừa đắp một cục mà vừa đắp ombre đó. Vuốt rất là dễ luôn. Thì khi mình vuốt á nó pho kịch luôn, nó ăn liền vô cái màu trắng liền. Thì nó không tách ra được. Đó mới gọi là ombre. Cái trắng bữa hổm là mình mua cái trắng nào ta? Cái trắng hoài. Cái shop quay. Mà cái đây là cái shop quay luôn hả? Cái của anh nào phải không? Cái này là cái này là crystal clear nha. Cái này là crystal brush. Anh coi em cái ombre nha. Cái ombre xong cái để nhớ cái ngày mà anh tới nè. Ô lộn, rớt rồi. Anh ở gần đây hả? Ờ, nửa tiếng. Nửa tiếng chạy lại quá. Quá. Vậy thôi xin số điện thoại đi. Nửa tiếng quá mà, gần quá mà này. Xin số điện thoại đi. Đây. Có cái nào vợ đang coi like không? Ông tới mua thiếp mà ông đòi gặp Alex chết rồi. Nhìn kia kìa, đâu có chán đâu, cũng coi hoài. Người hoài. Nắm hoài mà. Anh thấy bột nó dẻo không? Nè xuống dẻo. Ha. Dẻo. Bây giờ em kéo cái ông vây thử nha, anh coi nha. Ok rồi, bây giờ mọi người xem nha. Đây là cái màu Plus Pink này. Các bạn thấy không? Mỗi cái tông màu của Alex ra thì nó đều kéo ombre được hết. Đó, và nó rất là tự nhiên ha. Rồi bây giờ này, chị xoay cho đây này, sát cho mọi người thấy này ha. Cái này là 10 bịch phải không? Dạ. Ừ. Này Alex lấy ra các bạn thấy không? Cái bột nó vẫn còn dẻo nè ha. Rồi, anh trai tới coi em kéo ombre này, tới đây này. Nhìn này. Kéo nhìn cái tới mình nhớ nè, nhìn xong về đó rồi. Cỏ size mấy vậy? Cỏ này cỏ size 16 anh. 16 này, chứ mình xài cỏ 14. Đâu sao đâu, không, vẫn kéo đi mà. Ừ, anh này. Dạ. Yeah. Cỏ 14 và 16 kéo ông này đẹp hết. Anh thấy cái mẫu là đẹp không? Này, thấy không? Đẹp không? Đẹp. Anh đứng đây là anh thấy rõ ràng đúng không? Mà cái like mọi người cũng thấy rõ lắm, cho anh thấy đây anh thấy rõ, anh thấy nó ra nó tự nhiên không? Đó, rất là focus. Điện thoại em đây nè. Một set hả? Nguyên cái này là mới ra đầu tiên luôn á, mới ra hôm qua luôn á. Đại học Jimmy. Để em hỏi giá cho. 225 anh ơi. Này bây giờ là sẽ bỏ vô nè ha. 15 màu là 225 tặng cây thấp. 15 màu là cái này á. Dạ, 15 set. Màu á. Dạ. Ông rồi mới là nó mỗi tên khác nhau. Tại vì những cái tên này là tự đíp được luôn. Đắp được. Đíp đắp 3D luôn nha. Tại vì cái tên này ví dụ như khách vô một khách hàng anh hỏi Peach Pink là này nọ là cái tên này em lấy tên từ tiếng Mỹ ra không á. Là có nghĩa là khách hàng họ hỏi những cái tên này. Lấy set luôn hả? Set luôn. Rồi ha. Trong kho có cái upgrade 15 á. Các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên thấy không? Đó, rất là tự nhiên. Đó, rất là tự nhiên ha. Tại vì tiệm mình mới làm sơ thôi. Đâu cái này bị trăng đi đen. Mình phải đầu tư. Thôi bây giờ anh làm sample ra giới thiệu mọi người á. Làm cái sample ra phải không? Để lên nó. Dạ đúng rồi. Anh vừa đắp một màu rồi anh đắp ombre nữa. Thì vô nó thấy nó chọn. Em làm chưa? Em làm một màu chưa? Một màu à? Thì mình ăn 45 nữa rồi, hơi ngớn. 45, 50 rồi. 60 thì xuống rồi. Đâu mình có nhiều cái cho khách lựa chọn. Khi mà khách vô tới tiệm mình cái gì cũng có hết. Thì lần sau tất nhiên cái sự lựa chọn đầu tiên của nó vẫn là mình. Đúng không? Em thấy cái sát bột 15 màu chưa? Ừ. Các bạn nhìn nha, nãy là sẽ bỏ lên nè ha. Em đắp một cục. Lỗ đắp cục hả? Dạ đắp một cục. Tặng cho anh đi. Dạ. anh tới anh chở xe mọt tới anh kéo nguyên cái kho luôn. Tính ra đầu tư vô hố sale rồi nhìn hàng đã đảo quá. Anh nhìn cái màu này, anh nhìn thấy cái màu nó mượt không? Đúng rồi. Nó mượt không? Nó đẹp hả? Cái này khi mà mình dip á rất là đều nha. Các bạn chỉ cần dip thấy nó dẻo thôi là nó ra màu nó đẹp không? Màu nó không có bị mô bồ và rất là dễ kéo ombre ha. Những anh chị mà bắt đầu tập cái ombre á có những cái màu này là hả? Mấy cái bột này mà thích luôn á. Mấy cái bột này mà đưa thợ kéo thích lắm. Hôm qua có hai người khách đây.
gì cho mỗi lần mà nghe tới cái tên bột chắc tên là anh thích thích gì thích dẻo cái gì hết á, đất nó dẻo thích nó dẻo đó, quan thấy không, nó rất là dẻo ha. Rồi bây giờ anh lại sẽ gắn thêm một cục ở đây nữa ha, rồi anh lại sẽ qua cái màu khác. Cái chuyên môn của Alex là đắp bột nhiều nhưng mà Alex cũng nhiều, làm dip cũng nhiều lắm. Bao nhiêu màu có thể cái này? 15 màu anh. 15 màu, 220. Đẹp không? 225. Wow. 225. Dạ. Cái này về mà anh làm cỡ 4 bộ thôi là anh lấy vốn lại rồi. 4 bộ. Cỡ 10 bộ. 10 bộ cho 10 bộ đi. Mà 15 màu này mà em nghĩ anh làm á, nếu mà anh làm cũng coi một hộp vậy thì anh làm cũng được 30-40 bộ rồi. Cái cây dũa này, cái cây dũa này anh dũa được 50 khách á. Một cây vũ được 50 khách á. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm Chris Ram, Alex làm rồi nha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm qua cái màu Diamond Pink. Diamond Pink đẹp quá. Diamond Pink. Hi Chris Lee, cái màu 15 ombre này á là 225 nha. Và tặng một chai top. Rất là đẹp. Những cái set màu này nó thuộc dạng là màu nude chuyên cho ombre và một màu nha. Những cái màu này là lấy từ ý kiến của khách hàng á. Anh qua anh coi này. Anh thấy ngoài là... tươi đúng không? Anh qua cái máy anh coi này. Nó tối đúng không? Cái anh qua này, anh coi này. Cái máy rất là tối nè. Thấy không? Thấy không? Ở ngoài rất là sáng, màu rất là trong. Đúng không? Đây là có khách hàng đứng đây coi như là mới nhìn thôi, nó mua nguyên hộp rồi quảng cáo giùm đi, quất hết đi. Không, ở ngoài là cái màu rất là đẹp và tươi nha. Tại vì cái máy Smile nó hơi tối á, nên các bạn nhìn là cái màu nó hơi đậm. Nhưng mà ở ngoài cái màu rất là tươi nha. Các bạn nhìn nha. Hai cái cục bột nó sạc từ đây này. Alex phố xuống này, các bạn thấy không? Này nó vẫn còn dẻo này. Ok, Chris Lee ơi, nhắn inbox cho Christine nha. Inbox cho Christine nha. Nhắn tin nha. Các bạn có thể nhắn tin cho Christine hoặc gọi vào số điện thoại công ty nha. 714 379-0858. Em nói chị nó đã cháy hàng nghe chết nữa. Hả? Smile chưa đổ lộ. Smile chưa có hộp nhiều. Mới ra có 15 set rồi. 15 set mà nhiều người muốn đập rồi. Vậy hả? Tin nhắn chị lên mấy cái nữa. Này các bạn nhìn là Diamond Pink nha, lại put Diamond Pink nè. Cái Diamond Pink này tại sao lại gọi Diamond? Tại vì nó là cái shimmer, cái kiểu mà cái hột nó giống như là Diamond vậy đó. Nó rất là trong. Các bạn sẽ thấy được cái bột ở đây này, nó trong như đây này. Ở ngoài cũng thấy nhưng mà này. Anh rờ thử cái mát đây này, đây này. Này anh rờ thử cái khác không? Anh rờ thử cái mát khác, anh rờ khác không? Đúng rồi. Khác không? Khác rồi. Nó rít rít lên. Ồ lấy rồi hả? Ờ. Vừa mới thấy lên trên Facebook có thấy rồi. Đã. Bữa nay anh mới nhắc này quên đó, đi xuống đây quên hết trơn rồi. Đi xuống đây quên hả? Trời ơi. Này bây giờ là sẽ kéo ông về này. Đây là cái màu Diamond Pink nha. Bạn thấy này. Sẽ kéo ra này. À nó rất là dễ không? Anh thấy nó dễ không? Ok chị Christy. Wow. Dạ em sẽ lưu số điện thoại là em gọi nha. Nó rất là dễ. Các bạn nhìn nha, nó rất là trong nè, nó dễ không? Nó trong lắm. Ở ngoài thì Alex cũng biết nó là sao, nhưng mà ở ngoài nó trong và nó rất là mượt. Cái easy comb hay là số 2. Rồi bây giờ Alex sẽ làm tiếp nha. Alex nghĩ cái set bột này thì nó chưa có ra nhiều nha. Thì Alex nghĩ tại qua Smile nó mới ra hủ có 15-20 set này. Nên là cũng có make sure là nó đủ để ship hay không, nhưng mà những bạn nào đặt trước á, thì có thể các bạn sẽ có nha. Tại cái này là Alex làm cho show nên đó, thì những bạn nào mà nhanh tay thì còn nha. Đó, đây các bạn thấy không, nó rất là đẹp, cái hộp rất là sang. Ở đây là vài bữa các bạn tới đây là Alex có những cái văn phòng, có những cái sample mẫu lựa chọn đó, và Alex sẽ có những cái bàn như vậy, các bạn tới mình coi đó, khách hàng có thể tới đây là ngồi uống nước trà đó, rồi xem những cái mẫu mã đó. Rồi bây giờ Alex sẽ làm qua cái màu khác, các bạn thấy không? Này. Nó rất là tự nhiên, các bạn thấy không? Alex kéo rất là tự nhiên. Nè. Các bạn thấy nó đẹp không? Nó rất là trong ha. Đó. Rồi chị cầm cho cái máy em chị này. Trời ơi, hai tình yêu chị, hai Phú khỏe không Phú? Hai Hải Nguyễn. Hải nên lấy bột một set này về đi ha. Nói với chị yêu nó lấy thêm một set bột này về đi. Set bột này là coi như là kéo ông vây là đã luôn á, là làm màu nút màu đồ mới ra, là Alex đặt cái tên nó thường mà Hải biết á, là thường khách đi vô nó hay hỏi mấy cái tên này này, mấy cái tên bột này này, thì Alex sẽ lưu là những cái tên này này. Salala Coral Pink này, Coral Pink này, cái màu rất là đẹp này.
Đó, đây là những cái màu mà Alex đã đặt ra trong từ những người khách hàng họ đã đưa những cái ý kiến. Đó, thì Alex đã làm ra những cái màu này. Các bạn thấy không? Corona này, Corona Pink này ha, nó khác nhau, các bạn thấy không? Khác nhau hoàn toàn. Đó. Còn bạn nào mà uống Corona nhiều thì nhớ tới Alex, nhớ bữa tới Smile. Bữa sau đặt thêm cái Heineken nữa. Heineken hả? Heineken đặt màu gì chị? Ra thêm nữa, Smile ra thêm nữa. Còn cái này là Natural Nude nha. Cái màu này thường thường dành cho Mỹ trắng. Mỹ trắng họ hay làm rất là nhiều. Mỹ trắng họ nói oh I want Natural Nude. Đó, cái này là cái màu này là rất là chạy nè. Bây giờ là sẽ cho mọi người xem thử cái màu này nó có mượt như thế nào. Hai anh Phú Trần, cái giá đỡ cái đó là mua ở chỗ cái tay dạ thôi. Mình lấy cái ngón tay dạ nè, sau đó mình mua cục sugar mình gán vô thôi. Cái cục này là không phải cục singum mà cục này là cục đất sét á. Cái cục người ta gọi là cục đất sét, mấy đứa nít hay nặn nặn chơi á. Xong mình mua về mình nhắn vô. À, phải không? Phải không? Chứ lấy cục singum. Đúng rồi, lấy cục singum nó dơ lắm. Ừ, đừng nghe lời chị Trích nha, nghe lời Alex đi. Thank you Maria. Hai anh Thiên Nguyễn. Hai chị Thúy Nguyễn. Ừ, các bạn thấy cái màu nút này nè. Cái màu nút này là biết á, ngày xưa có một cái màu của OBI á, nó hay bị marble. Đó, nhưng mà cái màu Alex biết ra nó không bị marble, các bạn thấy không? Nên nó rất là đẹp. Đó. Hai chị Thúy Nguyễn tiệm Chastel ở Garden Row nha. Alex hy vọng nếu mà Alex sẽ mở cái open ngày đầu tiên và cũng như sau này Alex hy vọng mọi người có thể ghé thăm công ty Chastel thì Alex sẽ mở và khai trương. Đó, thì mọi người có ghé thăm đó, giống như mua sản phẩm cũng giống như công ty Alex sẽ chia sẻ những cách thức, những cái kỹ thuật làm đó. Phú Trừng ơi, những cái đó chờ là mình ra Nail Supply có nha. Vì Alex nó cũng không biết ở đâu mua nữa. Cái đất sét thường thường vô trong Michael hay là vô trong Walmart á, nó có mấy cái đồ mà đất sét nặn, mấy cái đồ cho em bé, mấy cái trứng nó đôi khi nó bắn đất sét nặn mấy con có bông rồi đó. Thì mình vô đó mình mua Phú à. Hay là Phú ra ngoài Đắk Lắk, Đắk Nông ở ngoài xứ Huế á, ngoài Quảng Trị ở quê mình á, xong ra ngoài cái chỗ mà đất đỏ, đất sét, xong rồi Phú lấy đất sét Phú nặn xong rồi Phú đem về cũng cánh vô. Trời ơi. Dạ, Chastel khi nào khai trương sẽ thông báo ngày chính thức cho mọi người nha. Thì ngày đó chắc lẽ sẽ có cái promotion cho những mọi người. Sẽ mở một cái Dạ, cái ngày khai trương là chắc chắn sẽ có promotion cho mọi người online và tới công ty nha. Các bạn thấy không? Đó, cái màu rất là đẹp. Đó, cái màu này là không bị marble luôn. Đó, mà Mỹ trắng rất là thích. Trời ơi, Hải này, Hải đâu rồi, Hảo đâu rồi, con Hải đâu rồi. Cái giá đỡ hả? Cái giá đỡ, ông nói cái giá đỡ đi, ông nói cục đất sét. Cái giá đỡ này hả? Cái giá đỡ này thì lên eBay mua này, có này. Nè là cho coi cái màu này. Con Hải của người miền Trung luôn đó. Tà lão nha, cái thằng là tà lão nha. Lo làm néo đi, hôm nay khách đóng lo làm đi. Hải. Rồi. Các bạn thấy không? Đó, đây là cái màu mà nút nha. Đó. Rất là đẹp. Đó, thường thường Mỹ nó hay gọi là giống như màu American White vậy đó, đại khái nó tương đương như vậy. Chị Thúy Nguyễn ơi, địa chỉ của công ty có trên Facebook Chastel Supply nha. Trên cái page á, chị vào đó là sẽ có cái địa chỉ nha. Và có số điện thoại luôn. Cái màu đẹp ha. Để đi tay chị mỏi quá. Rồi làm gì nữa, ombre nữa hả? Thì em một cái màu, một cái ombre. Cái nào cũng vậy. Em làm hết màu chưa? Ok, cái cuối cùng á, hình như cái nó lấy sao? Cái nó hình như làm rồi. Chị không biết nữa, nãy giờ để em kéo thêm cái này nè. Hay là em làm lại đi. Làm lại gì? Làm lại cái màu trước đi làm. Không phải nghĩ á, chị làm cái tip á, cái tip vừa thôi. Làm được quá. Chị Thúy Nguyễn ơi, lát em nhắn tin cho chị cái địa chỉ nha. Anh Thiên Nguyễn. Anh Lịch tôi chạy 6 tiếng lận coi cho giá thơm nghe ông. Ai vậy? Ông Hải hả? Anh Thiên Nguyễn á. Thiên Nguyễn, Arizona. Ok, lên đây đi Thiên Nguyễn. Trời, gái qua bút lập thọ ha. Ăn uống xong rồi đi massage, xong rồi mua đồ về bên Arizona, xong rồi ghé tới Alex Trương. Rồi tới đây là Alex pha nước trà, rồi người uống dịp giò, xong rồi tám neo, rồi chia sẻ kinh nghiệm một xí, xong rồi về Arizona ha. Ok, bây giờ Alex sẽ kéo ông Ray cái màu nút này.
Các bạn nhìn nha, đây là cái màu mà lịch kéo này. À, bỏ lên nè ha. Rồi nhìn nó lịch làm nha. Này. Ông Hải ơi, ông Hải ơi nhìn nè ông Hải ơi. Trời ơi ông Hải ơi. Đẹp quá. Đó, các bạn thấy chưa? À, rất là tự nhiên. À, để lại quay cho coi nha. À, rất là tự nhiên ha. Đó. Mỏi ha. Để em lấy cái đồ trống cho chị ha. Rồi xong cái nữa ha. Các bạn thấy không những chị anh Hải Nguyễn à em. À, chị cũng biết phiên dịch luôn á. Màu à. Mới đẹp, gửi cho tôi làm nghe. Ừ, gửi tôi. Đó. Làm. Màu mới đẹp, gửi cho tôi làm nghe. Ông Hải là coi như một ngày lộn ngon. Ông làm đây mình nhiều lắm. Khách vô ai ông vụ gánh đây mình hết. Hay vậy. Ông mua keo gánh đá, ông mua liên tục. Hay quá. Ok rồi bây giờ Alex sẽ chia sẻ với mọi người nha. Bây giờ Alex sẽ tạm biệt mọi người và Alex sẽ chiều này Alex làm xong cái mẫu hết, Alex sẽ cho mọi người coi những cái màu giống những cái mẫu ha. Các bạn thấy không? Đây là cái mà cái mát này các bạn nhìn này. Alex chà tay lên các bạn thấy không? Nó cực kỳ mát này ha. Đó, đây là những cái mẫu cái nail. Đó, để Alex chuẩn bị đi show. Đó. Ok rồi đây thì có những cái sản phẩm mà Alex hay trưng bày đây. À, thì đây là cái bột mà sắt đút mà Alex mới làm lại, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp này. Phải nhìn cái đèn thôi. Sáng quá. Đây là những cái mask. À, cái mask là như thế này ha. À, đây là gel gánh đá top deep đánh khom. Gel vẽ lớp thì gel, còn mua cái set này các bạn thấy không, đây là những cái màu gel mà Alex đã làm ra những cái màu á fish king á, nó những cái màu rất là đẹp. Đây là lớp thì gel tom đây là lấy quịt ha. Đó, keo. Đó, đây là cây. Đúng rồi. Là section thứ hai của cái ngoài ở cái chỗ mà là phòng mà tiếp khách. À, phòng tiếp khách thì cũng có. À, đây là những cái Ok, thank you anh ha. Ok, thank you anh trai. Yeah. Bye anh. Ok rồi Alex, bye bye mọi người nha. Có gì Alex sẽ hẹn gặp mọi người những cái like kế tiếp nữa ha. Rồi có những bạn nào muốn đập màu thì cứ gọi vào công ty ha. 714 379 0858 vậy ha. Bye mọi người.